chào tất cả các bạn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm màn hình desktop giống như phòng khách theo một cái cách rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên cái màn hình desktop có độ phân giải là 1366x768 pixel. Thì các bạn có thể kiểm tra màn hình của mình bằng cách là nhấp chuột phải vào màn hình nền, chọn Trim Resolution. Và các bạn sẽ thấy một cái là resolution đây là 1366x768. Thì các bạn cần download về cho mình một file BSD mình đã design sẵn. Thì các bạn có thể tìm link download ở phía dưới video này. Và khi các bạn nhấp vào link thì các bạn chỉ cần bấm vào nút download màu xanh ở đây. Thì khi các bạn download về xong thì các bạn sẽ có được một cái file nén có tên là MH Desktop. Thì các bạn tiến hành giải nén ra bằng cách là nhấp chuột phải lên đây và chọn cái quyển sách cuối cùng. Khi các bạn giải nén xong thì các bạn sẽ có được cái file BSD. Thì các bạn cần mở file BSD này lên chương trình Photoshop chúng ta chỉnh sửa. Bạn nào chưa có Photoshop thì có thể click vào link bên dưới video này để đãi Photoshop về. Chúng ta tiến hành mở file BSD lên Photoshop bằng cách là nhấp đúp lên file này. Như vậy thì cái file này đã được mở lên. Thì ở đây mình đã cắt gọt sẵn cái phần này. Thì các bạn chỉ cần chèn một tấm ảnh vào đây nữa là xong. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở một tấm ảnh và mình sẽ ghép vào tấm hình này bằng cách là nhấp Ctrl O. Chúng ta sẽ bấm Ctrl Z để tạo một cái lớp mới, hoặc là các bạn có thể vào menu là Player, chọn New, chọn Player Vis Copy, và các bạn sẽ chọn công cụ Move Tool, bấm phím tắt là phím V, và các bạn nhấp giữ chuột vào layer này và kéo thả sang tấm ảnh kia. Thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ kéo lên phía trên đây, các bạn thấy chỗ phần tiêu đề của hai cái thẻ, thì chúng ta sẽ di chuyển qua cái thẻ là mh.bsd và chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới này, chúng ta thả ra. Bước tiếp theo thì các bạn phải di chuyển cái player này xuống phía dưới cái layer hình nền, thì các bạn sẽ kéo cái layer 1 này xuống phía dưới cái layer 0, ta kéo xuống. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại kích thước của cái layer 1 này. Thì chúng ta bấm phím tắt là Ctrl T, hoặc các bạn có thể vào menu là Edit, chọn Vision Form. Các bạn sẽ điều chỉnh theo một hướng thôi. Thì chúng ta sẽ căn cứ theo cái cạnh bên tay phải. Thì chúng ta sử dụng 4 phím di chuyển trên bàn phím kèm thêm phím Shift để chúng ta di chuyển nhanh hơn một xíu. Chúng ta sẽ di chuyển cái layer này về phía góc bên đây. Chúng ta sẽ di chuyển lên và chúng ta sẽ thu nhỏ cái layer này lại bằng cách là chúng ta sẽ kéo chuột từ cái góc này kéo vào. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta kéo thì chúng ta giữ phím Shift và chúng ta kéo. Bạn kéo xong thì các bạn điều chỉnh lại cái vị trí của tấm ảnh này cho nó vừa với cái khung đã cắt. Và các bạn có thể chỉnh cái góc độ của tấm ảnh này. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái chữ IBSU ở đây thì nó phải song song với cái cạnh dưới của cái khung. Thì chúng ta sẽ đưa con chỏ chuột vào một góc bất kỳ ở bốn góc, chúng ta thay đổi cái góc độ này thay cho vừa mắt. Khi chúng ta kéo thì nó sẽ có một độ sai lệch. Chúng ta sẽ di chuyển lại, nó bấm Ctrl Enter để lưu lại kích thước của player này. Các bạn bấm vào Ctrl Shift E để gom tất cả các lớp này lại, và các bạn bấm vào Ctrl Shift S để lưu lại một cái file hình mới, hoặc là các bạn có thể vào menu là file, chọn cell A và các bạn chọn cái kiểu là JPEG đây, và các bạn chọn cell. Các bạn click vào nút ở giữa đây và kéo cái thanh trượt này lên là 12, chọn cái dung lượng cao nhất và chúng ta bấm vào nút OK để cell hình. Như vậy chúng ta đã cell hình xong thì chúng ta sẽ có được một tấm ảnh đây. Thì chúng ta sẽ dùng tấm ảnh này là màn hình nền desktop. Thì các bạn có thể nhấp chuột phải lên hình này và chọn là test A để có background. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bước thay đổi hình nền. Thì các bạn muốn sắp xếp những cái icon này vào trên cái kệ này thì các bạn nhấp chuột phải vào màn hình nền, chúng ta chọn cái thẻ View và chúng ta sẽ bỏ đi cái dấu check ở hai mục là Auto Array Icon và Align Icon to Grid. Bước tiếp theo thì các bạn có thể bỏ cái dấu mũi tên này, thì các bạn quay trở lại cái file ta đã download về cung cấp cho các bạn là hai cái file registry, cái là xóa mũi tên shortcut, một cái là lấy lại mũi tên shortcut. Thì các bạn chỉ cần chạy cái file lên, các bạn chọn Z và chúng ta reset máy lại là chúng ta sẽ bỏ được cái mũi tên. Và các bạn muốn lấy lại cái mũi tên đó thì chúng ta cứ chạy cái file bên đây. Cái bước tiếp theo thì các bạn có thể bỏ những cái tên ở đây bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng ký tự khoảng trắng để chúng ta đổi tên cho những cái icon này. Các bạn nhấp chuột phải vào và chọn rename, thì các bạn xóa cái tên này đi. Thì chúng ta sẽ gõ cái từ khoảng trắng vào, nhưng mà lưu ý là chúng ta sẽ gõ bằng mã ASCII, là chúng ta sử dụng cái phím Alt và bấm chỉ số là 0160 bên bằng phím số bên tay phải. Các bạn lưu ý là bằng phím số bên tay phải chứ không phải là cái bằng phím số theo hàng ngang phía trên. Một số bạn sử dụng laptop mà không có bàn phím số bên tay phải thì các bạn lưu ý là có một cái bàn phím số M nó nằm chung với những cái phím khác. Thì để sử dụng được cái bàn phím M này thì các bạn phải bấm thêm một phím FN, là cái phím giữa phím Ctrl và cái phím Star. Thì chúng ta sẽ bấm 0160 và chúng ta buông ra, thì các bạn sẽ thấy được một cái khoảng trắng ở đây. Thì chúng ta sẽ copy khoảng trắng này lại, chúng ta Enter. Thì như vậy cái đầu tiên đã được đổi tên thành một cái khoảng trắng. Và cái thứ hai thì chúng ta cũng sẽ đổi được bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng hai khoảng trắng. Thì chúng ta bấm vào Rename, chúng ta xóa bỏ
lúc nãy chúng ta đã copy cái khoảng trắng đó thì chúng ta sẽ paste ra hai lần thì chúng ta sẽ được hai khoảng trắng rồi. Như vậy là đã sửa xong. Và chúng ta sẽ thay đổi tên cho tất cả các icon ở trên đây. Icon phía sau thì sẽ nhiều hơn icon phía trước một lần Ctrl V. Các bạn lưu ý là chúng ta không nên thay đổi tên của những icon của hệ thống, và đặc biệt là cái biểu tượng My Computer này chúng ta không nên đổi tên, còn cái biểu tượng thùng rác thì chúng ta có thể đổi được. Như vậy là xong, chúng ta sẽ có được một cái màn hình desktop theo cái giao diện là phòng khách như thế này. Cái cách làm cũng khá là đơn giản. Như vậy mình vừa hoàn thành xong video chia sẻ với bạn cách làm màn hình desktop theo kiểu là phòng khách như thế này. Nếu thấy video hết thì đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhớ truy cập vào kênh YouTube của mình, bấm vào nút đăng ký để theo dõi các video khác, và các bạn có thể like trang fanpage của TKC Production trên Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.